Thank you, Alphas. Z Music Space, what's up? Thật ra thì hồi nãy mới nói việc á. Em nói là Z Music Space, what's up? Nó nhanh quá, anh nghe không có kịp. Cảm ơn cưng. Lần đầu tiên thì lần đầu tiên đứng trước nhiều người dễ này, nó cơ thực sự không biết phải nói gì hơn. Đầu tiên thì xin cảm ơn Zing Music Space và Zing Music Award đã có một cái sân chơi, có một cái sân khấu rất là hoành tráng, rất là có ý nghĩa đối với những nghệ sĩ trẻ và mới như Rocker bây giờ. Là một nghệ sĩ còn với tuổi nghề còn rất là trẻ và cần rất là nhiều thứ phải cố gắng. Một giải thưởng cao quý như thế này nó tạo áp lực cho Rocker rất là nhiều. Nhưng mà cũng vì đó Rocker sẽ xin hứa là sẽ cố gắng rất là nhiều để không làm phụ lòng sự tin tưởng cũng như yêu thương của tất cả các bạn. Xin cảm ơn tới nhạc sĩ Vũ Minh Tâm là người đã chấp bút cho cả khứ, quá khứ còn là gì. Và xin cảm ơn tới Starbuck Entertainment SPE for Life. Xin cảm ơn chú, là người cháu rất là trân trọng. Và xin cảm ơn tới Alphas. Thank you Alpha Clubs, I love you. Và lời cuối cùng là xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Xin cảm ơn Fanclub Y, God 7 và Fanclub của tất cả các nghệ sĩ khác ạ. Một lần nữa dạ, xin chào cho tất cả mọi người. Thank you. Chúc mừng Rocker Nguyễn. Chúc mừng em. Và xin một tràng pháo tay nữa cho MC Tuấn và người đẹp Trương Thị May thưa quý vị.